Xin kính chào quý thầy cô và các bạn. Trà Ôn là một huyện vùng sâu nằm ở phía tây nam của tỉnh Vĩnh Long. Trà Ôn cũng như nhiều huyện khác ở tỉnh Vĩnh Long đều chịu chung số phận cảnh áp bức bất công của chế độ địa chủ phong kiến cũng như của bọn thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Cùng với nhân dân cả nước, quân và dân Trà Ôn dưới sự lãnh đạo của đảng đã chống quân xâm lược và bè lũ tay sai bán nước, lập chiến công hiển hách, góp sức với cả dân tộc hoàn thành công cuộc giải phóng đất nước. Trà Ôn rất tự hào là nơi có nhiều địa chỉ đỏ, trong đó phải kể đến chùa Gia Kiếp, di tích lịch sử cách mạng, văn hóa cấp tỉnh. Chùa Gia Kiếp còn có tên gọi là chùa Bà Hét, chùa mới tọa lạc tại ấp Gia Kiếp, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Chùa được xây dựng cách nay trên 100 năm trong khuôn viên khoảng 3 hecta do Bà Hét gia đình giàu có sống tại đây. Mộ đạo Phật hiến đất để xây dựng chùa để bà con Khmer quanh đây thuận tiện đi lễ chùa trong các dịp lễ Tết. Chùa Gia Kiếp ban đầu được cất bằng cây lá đơn sơ, thời gian sau bà con xây lại bằng gạch, vôi, gỗ. Năm 1977 được trùng tu lại chùa có kiến trúc liên hoàn gồm cổng, chính điện, giảng đường, xa la và các tháp cốt. Chung quanh có cây cổ thụ, vườn cây xanh mát. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiều tu sĩ chùa cùng với các Phật tử nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết đập tan âm mưu thâm độc chia rẽ dân tộc của kẻ thù. Năm 1962 là giai đoạn địch đập lập ấp chiến lược, gom dân vào để kiểm soát, kìm kẹp chặt, hòng cắt đứt liên hệ với bên ngoài và cách mạng. Nhưng bà con nơi đây vẫn một dạ theo cách mạng, quyết tâm che chở cán bộ như làm vách đôi, đào hầm bí mật. Từ sự nội ứng của cơ sở trong đồn, năm 1962, lực lượng cách mạng và nhân dân nổi dậy phá ấp chiến lược, phá bỏ rào kẽm gai kìm kẹp, sau đó trở về ruộng vườn canh tác. Năm 1974, trước sự tiến công vũ bạo của cách mạng, địch bị tan rã từng mảnh, giảm số lượng và tinh thần để bù đắp thiếu hụt. Địch bắt 75 sư sãi, tu sĩ đi lính, cử một đội thám báo đến quay ráp chùa, ức ức trước hành động điên cuồng của địch. Sư cả chùa phản đối, nếu xâm phạm chùa sẽ chặt tay, chân tự thiêu. Trước tinh thần đấu tranh không khoan nhượng của các sư sãi, địch nhượng bộ và rút lui khỏi chùa. Từ những ngày đất nước còn đen tối cho đến khi giành được độc lập, chùa Gia Kiếp thật sự là một cơ sở cách mạng, từng đương đầu đấu tranh trực diện với địch. Chùa Gia Kiếp là một trong 6 ngôi chùa Khmer của huyện Trà Ôn, có kiến trúc nghệ thuật độc đáo, đậm nét văn hóa, đặc trưng của người Khmer Nam Bộ. Năm 2005, chùa Gia Kiếp được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cách mạng cấp tỉnh. Quốc ca là bài ca vĩ đại, là biểu tượng của mỗi quốc gia, gắn với lịch sử đặc biệt, vận mệnh thiêng liêng và ý chí, khát vọng của mỗi dân tộc. Chào cờ và hát quốc ca là một nghi lễ thiêng liêng, nghi thức quan trọng thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc và trách nhiệm của mỗi công dân với đất nước, với nhân dân. Bài quốc ca đem lại bầu không khí hào hùng, sôi nổi, vẻ vang của những năm tháng nhân dân Việt Nam anh dũng tiến quân, chiến đấu bảo vệ quê hương, đất nước và dân tộc. Hôm nay, chúng em rất tự hào khi được thể hiện bài hát quốc ca tại di tích lịch sử cách mạng chùa Gia Kiếp này, và chúng em hy vọng với cảm xúc thiêng liêng, tự hào khi trang nghiêm chào cờ tổ quốc, khi cất tiếng hát quốc ca sẽ giúp mọi người dân chúng ta thêm yêu quý tổ quốc. Oh.